Thưa quý vị, những diễn biến mới về tình hình khủng hoảng tại Niger đang trở nên đáng lo sau khi chính quyền đảo chính tuyên bố truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum về hai tội danh phản quốc và phá hoại an ninh đất nước. Đồng thái trên của phe đảo chính đã lập tức vấp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS và cộng đồng quốc tế. Phía Nigeria đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị lực lượng trước khả năng can thiệp vào quốc gia láng giềng Niger. Tuyên bố trên truyền hình quốc gia Niger hôm 13 tháng 8, chính quyền đảo chính tuyên bố đã thu thập các bằng chứng để truy tố tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum cùng những người đồng phạm trong và ngoài nước của ông trước các cơ quan quốc gia và quốc tế có thẩm quyền về tội phản quốc và phá hoại an ninh bên trong và bên ngoài Niger. Ngay sau khi tuyên bố của phe đảo chính Niger đưa ra, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã lập tức phản ứng dữ dội, tuyên bố cần lực phản đối việc chính quyền quân sự Niger dự định đưa Tổng thống Bazoum xét xử tội phản quốc, đồng thời cảnh báo đây là hành động khiêu khích nguy hiểm và đi ngược lại tinh thần sẵn sàng đối thoại mà phe đảo chính đã đưa ra một ngày trước đó. ECOWAS tái khẳng định, quan điểm vẫn coi ông Bazoum là nhà lãnh đạo hợp pháp của Niger. Trước đó ngày 13 tháng 8, trong cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Niamey giữa phái đoàn các quan chức tôn giáo Nigeria và Thủ tướng Chính phủ Ali Mahaman Laminzen, người đứng đầu chính phủ vừa được chính quyền quân sự lập ra tại Niger, bày tỏ sẵn sàng tiến hành đối thoại với các quốc gia láng giềng Tây Phi để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, thay vì phải đối đầu quân sự. Nhưng sau đó, phe đảo chính tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Cùng ngày 13 tháng 8, liên quan đến khả năng can thiệp quân sự từ các nước Tây Phi vào Niger, truyền thông Nigeria, nước đang giữ chức chủ tịch ECOWAS cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu tập hợp lực lượng và khí tài, chuẩn bị cho kịch bản can thiệp quân sự vào Niger. Trong đó, tờ Punch, nhật báo có nhiều độc giả nhất tại Nigeria tiết lộ rằng, bộ quốc phòng nước này đã yêu cầu tư lệnh các binh chủng báo cáo về quân số, khí tài, hậu cần và chi phí tài chính cho trường hợp nổ ra xung đột. Trong khi đó, theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, Nigeria sẽ huy động hai tiểu đoàn tham gia chiến dịch can thiệp quân sự vào Niger. Trước đó, một số quốc gia Tây Phi cũng đã xác nhận sẽ đưa quân tham gia chiến dịch can thiệp tiềm năng của ECOWAS và Niger. Trong đó, bờ biển Nga cam kết đóng góp khoảng 850-1.100 binh sĩ, tương đương quân số một lữ đoàn. Tuy nhiên, hai quốc gia thành viên quan trọng của ECOWAS là Algeria và Cộng hòa Chad đã tuyên bố phản đối và không tham gia bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Niger sau khi nổ ra cuộc đảo chính quân sự tại niger thứ trưởng ngoại giao mỹ victoria nolan đã tới quốc gia này yêu cầu được gặp cựu tổng thống vừa bị quân đội lật đổ và hiện đang bị quản thúc tại dinh thự tổng thống bà nolan đã bị khước từ và đã gặp một số lãnh đạo của cuộc đảo chính ở thủ đô niamey của niger thứ trưởng nolan đe dọa mỹ sẽ ngừng cung cấp viện trợ cho niger đồng thời yêu cầu phe đảo chính tại đây phải phục chức cho cựu tổng thống mohamed bazoum thế nhưng bà nolan đã phải ra đi tay trắng tuy nhiên niger vẫn đứng trước mối đe dọa can thiệp quân sự có thể từ cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS hoặc từ quân Mỹ và Pháp đóng tại Niger hoặc từ cả hai nhóm. Mỹ đã huấn luyện hầu hết các lãnh đạo của cuộc đảo chính Niger và hiện duy trì một lực lượng gồm khoảng 1.500 quân ở đất nước này. Mặc dù Niger yêu cầu Pháp rút 1.100 binh sĩ của mình về, nhưng Pháp vẫn không tuân thủ. Niger vẫn chưa yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này, nhưng đó vẫn là một khả năng nếu tình hình tại đây xấu đi hơn nữa. Các mối đe dọa sát sườn nhất với Niger sẽ là các đội quân của Mỹ và Pháp đang đồn trú tại quốc gia Tây Phi này và các lực lượng này có thể được tăng cường thêm. Lực lượng quân sự Mỹ ở Niger nằm dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Châu Phi thuộc quân đội Mỹ. Về mặt chính thức, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Niger là dựa trên khoản 127E điều 10 bộ luật Mỹ cho phép quân đội Mỹ thực hiện các hoạt động đặc biệt để chống khủng bố. Cơ sở pháp lý này không cho phép quân đội Mỹ tham gia bất cứ vai trò nào trong quản trị nội bộ của nước sở tại. Hiện nay, lực lượng Mỹ tại Niger không bị đe dọa và phía Mỹ chưa thể công bố tình huống bất chắc nào về an ninh quốc gia. Mỹ ủng hộ chính quyền được bầu cử một cách dân chủ và các lãnh đạo của chính quyền đó. Tuy nhiên, Mỹ khó tìm lý do để biện minh cho hành động can thiệp vũ trang trừ phi chứng minh được có mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ngoài ra, sự can thiệp của Mỹ cũng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng mức độ tín nhiệm đối với Mỹ ở châu Phi và những nước khác trên thế giới. Vì khi ấy, Mỹ có nguy cơ bị xem là thực hiện hành động thực dân nhằm vào một nước nghèo. Nếu Mỹ phối hợp với Pháp để tiến hành can thiệp thì hình ảnh của Mỹ càng có nguy cơ xấu hơn nữa. Trước những động thái dục dịch chuẩn bị lực lượng và khí tài để can thiệp quân sự vào Niger của Nigeria, nước này và ECOWAS từng có những lần can thiệp quân sự thành công để khôi phục trật tự hiến pháp trong khu vực các quốc gia láng giềng Tây Phi. Những lần can thiệp quân sự đó đã tạo ra tầm ảnh hưởng lớn của lực lượng chung của khối và đưa khu vực trở lại trạng thái yên ổn. Cuộc đảo chính của các thành viên của lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum vào ngày 26 tháng 7 là cuộc đảo chính thành công thứ 5 trong 9 nỗ lực như vậy ở Tây Phi kể từ năm 2020. Vụ việc đã khiến cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa ra tối hậu thư cho chính phủ quân sự lâm thời phải khôi phục quyền lực cho ông Bazoum trong vòng một tuần hoặc phải đối mặt với khả năng bị can thiệp bằng vũ lực. Để đáp trả lại ECOWAS, tướng Abdurrahmane Tiani đã bác bỏ tối hậu thư và cáo buộc ECOWAS âm um mưu xâm lược Niger với sự hợp tác của các quốc gia châu Phi cũng như các cường quốc phương Tây. Chính quyền quân sự Niger tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức trước bất cứ hành động quân sự nào của khối này. Đây không phải là lần đầu tiên khối các quốc gia Tây Phi gồm 15 thành viên can thiệp vào các cuộc khủng hoảng liên quan đến các quốc gia thành viên. Nhóm giám sát cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOMOX là một nhánh quân sự của ECOWAS đã được thành lập vào năm 1990 để can thiệp vào các cuộc xung đột trong khu vực. Vào năm 1989, lực lượng dân quân do Charles Taylor lãnh đạo đã chống lại chính phủ Liberia dẫn đến bùng nổ nội chiến ở quốc gia này khi đó, ECOWAS đã quyết định thực hiện một động thái can thiệp chưa từng có vào năm 1990. Khối này đã thành lập lực lượng ECOMOX với các nhân sự ban đầu gồm 3.000 người được rút ra từ Nigeria, Gambia, Ghana, Guinea và Sierra Leone cùng với các binh sĩ bổ sung do Mali đóng góp. Sứ mệnh can thiệp vào Liberia đã gây tranh cãi do các thành viên của ECOMOX đã vi phạm nhân quyền, đặc biệt là đối với phụ nữ, nhưng cuối cùng vẫn đảm bảo hòa bình lực lượng can thiệp đã duy trì ở Liberia cho tới năm 1996 khi chiến tranh kết thúc. Lần can thiệp tiếp theo của ECOMOX là thủ đô Freetown của Sierra Leone vào năm 1997 sau khi chính phủ dân sự được bầu của nhà lãnh đạo Ahmed Tejan Kappa bị thiếu tá Johnny Paul Koroma lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Lực lượng đảo chính dưới sự chỉ huy của quân đội Nigeria đã di chuyển một phần nhân lực từ Monrovia, thủ đô của Liberia, để tái chiếm Freetown từ tay nhóm phiến quân mặt trận thống nhất cách mạng. Vào tháng 2 năm 1998, ECOMOX đã phát động một cuộc tấn công dẫn đến sự sụp đổ của chế độ quân sự và ông Kappa được tái bổ nhiệm làm lãnh đạo của đất nước. Một năm sau sự can thiệp vào Sierra Leone, ECOMOX đã tham gia ngăn chặn một phái bộ ngừng bắn ở Guinea-Bissau sau khi xung đột nổ ra, tiếp nối một âm mưu đảo chính vào năm 1998. Cuộc chiến đã diễn ra giữa các lực lượng chính phủ được nước láng giềng Senegal và Guinea hậu thuẫn, chống lại các thủ lĩnh đảo chính nắm quyền kiểm soát lực lượng vũ trang. Tình trạng thủ địch đã được giải quyết sau khi một thỏa thuận hòa bình được đưa ra vào tháng 11 năm 1998 với các điều kiện nhằm đảm bảo một chính phủ đoàn kết dân tộc và các cuộc bầu cử mới vào năm 1999. Tuy nhiên, một cuộc xung đột mới bùng phát vào tháng 5 năm 1999 đã phá vỡ thỏa thuận này. Tháng 11 năm 1999, một hiệp định hòa bình đã được ký kết tại Abuja, trong đó một phần nêu rõ việc rút quân của Senegal và Guinea và triển khai lực lượng ECOMOG để đảm bảo hòa bình. Cuộc nội chiến Liberia lần thứ hai một lần nữa đòi hỏi sự trở lại của lực lượng quân sự ECOMOC. Trong khi cuộc nội chiến thứ nhất đưa Charles Taylor lên nắm quyền, thì cuộc nội chiến thứ hai từ năm 1999 cho tới năm 2003 đã khiến ông phải ra đi. Trong lần can thiệp thứ hai, ECOWAS đã triển khai quân đội theo phái bộ ECOWAS tại Liberia, hay còn gọi là ECOMIN, với khoảng 3.500 binh sĩ, trong đó phần lớn tới từ Nigeria. Họ đóng vai trò như một lực lượng can thiệp, chia tách các bên tham chiến và tạo điều kiện cho phái bộ Liên Hợp Quốc tại Liberia đến địa bàn. Vào năm 2012, một cuộc đảo chính ở Mali đã dẫn tới sự phá vỡ trật tự của các nhóm phiến quân Hồi giáo đã lợi dụng cuộc đảo chính diễn ra sau đó để chiếm miền Bắc của quốc gia này. Trong lần can thiệp này, ECOWAS đã lãnh đạo phái bộ hỗ trợ quốc tế do châu Phi lãnh đạo tại Mali, viết tắt là AFISMA, để hỗ trợ chính phủ Mali trong cuộc chiến chống phiến quân vào năm 2013. Sứ mệnh này được ủy quyền bởi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiệm vụ ban đầu của nó kéo dài trong một năm. Cuộc can thiệp bắt đầu sau một cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng phiến quân vào đầu tháng 1 năm 2013 và sự can thiệp sau đó của Pháp. Lực lượng AFISMA hỗ trợ chính phủ Mali đã khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ nhân quyền. AFISMA cuối cùng đã nhường chỗ cho lực lượng ổn định tích hợp đa chiều của Liên Hợp Quốc tại Mali. Lần can thiệp vào các vấn đề của khối Tây Phi gần nhất đến từ ECOWAS là tại Gambia, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nổi lên sau khi nhà cai trị lâu năm là Yahya Jammeh từ chối chấp nhận thất bại của mình trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 với chiến thắng thuộc về đối thủ Adama Barrow. Lực lượng này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa ra tối hậu thư yêu cầu Jammeh phải từ chức hoặc đối mặt với hành động quân sự. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2017, ông Barrow đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống tại đại sứ quán Gambia ở Senegal trong khi quân đội ECOMOC từ Senegal, Nigeria, Ghana, Mali và Togo tiến vào Gambia để thực thi quyền hợp pháp của ông. Khi lực lượng ECOWAS tiếp cận thủ đô Banjul, Jammeh đã đồng ý từ bỏ quyền lực và sống lưu vong. ECOWAS vẫn đang ở Gambia để đảm bảo hòa bình và ổn định cho chính quyền của ông Barrow. Thưa quý vị, một tuần sau hạn chót cuối cùng trong tối hậu thư yêu cầu giới quân nhân Niger phục chức cho tổng thống bị lật đổ nhằm tránh can thiệp quân sự, chính quyền quân sự của Niger vẫn chưa thực hiện sự thoái bộ. Đồng thời, bên ngoài vẫn chưa có bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào nhằm vào Niger. Các nhà phân tích cho rằng các lãnh đạo đảo chính tại Niger đã tạo ra vị thế thượng phong trước cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, ECOWAS đã ra lệnh triển khai một lực lượng dự phòng nhằm khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger. Các nước Nigeria, bên Anh, Senegal và bờ biển Nga tuyên bố họ sẽ đóng góp quân cho lực lượng đó. Nhưng vấn đề là không rõ khi nào và ở đâu lực lượng đó sẽ được triển khai. Động thái đó có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để khởi động. Một số nhà quan sát nhận xét, trong lúc khối ECOWAS quyết định sẽ làm gì, thì chính quyền quân sự tại Niger đang gia tăng quyền lực. Người đứng đầu chương trình Sahel tại quỹ Korat Adenoe cho biết, trông như thể lực lượng đảo chính đã giành chiến thắng và sẽ ở lại. Phe đảo chính đang nắm mọi quân bài và củng cố sự thống trị của họ. Vị quan chức này đánh giá ECOWAS ít khả năng can thiệp về mặt quân sự và hứng chịu rủi ro kéo Niger vào một cuộc nội chiến Thay vào đó, ECOWAS và các nước phương Tây sẽ gây sức ép lên chính quyền quân sự để buộc họ đồng ý với quá trình chuyển tiếp ngắn. Mỹ và châu Âu sẽ ít lựa chọn ngoài việc công nhận chính quyền quân sự nhằm tiếp tục hợp tác an ninh trong khu vực. Cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7 được xem là một đòn mạnh giáng vào nhiều nước phương Tây, vốn xem Niger như một trong các đối tác cuối cùng của họ ở vùng Sahel, vùng Nam sa mạc Sahara, mà họ có thể hợp tác để chấn áp cuộc nổi dậy thanh chiến có liên hệ với các nhóm khủng bố Al-Qaeda và IS. Mỹ và Pháp có nhân lực quân sự hơn 2.500 người ở trong khu vực. Hai nước này cùng với các nước châu Âu khác đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Niger. Hiện nay vẫn không rõ thông tin về những gì sẽ xảy ra sau khi ECOWAS công bố triển khai lực lượng dự phòng. Ned Allen, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Phi cho biết, việc cuộc họp các tư lệnh quốc phòng bị trì hoãn cho thấy ECOWAS coi sử dụng vũ lực như biện pháp cuối cùng ông allen nói với các thách thức mà một cuộc can thiệp có thể đối mặt việc sử dụng vũ lực đòi hỏi mức độ đồng thuận cao và sự phối hợp không chỉ bên trong ecowas mà còn bên trong liên minh châu âu và cộng đồng quốc tế trong khi đó những người có mối liên hệ với chính quyền quân sự nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu các quân nhân niger không sẵn lòng đàm phán trừ phi ecowas thừa nhận lãnh đạo của họ tướng abdurrahamane jiani là nhà lãnh đạo mới theo thời gian, người ta ngày càng quan ngại về sự an toàn của ông Bà người đang bị quản thúc tại gia cùng vợ và con trai kể từ khi nổ ra đảo chính. Hai quan chức phương Tây nói với hãng tin AP rằng chính quyền quân sự Niger thông báo cho một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ rằng họ sẽ lấy mạng vị Tổng thống bị phế chuất nếu các nước láng giềng nỗ lực can thiệp quân sự để khôi phục quyền lực của cựu Tổng thống. Ngày 13 tháng 8, người dân đã diễu hành, cưỡi xe đạp và lái xe qua trung tâm Niamey và bày tỏ sự tức giận đối với ECOWAS. Trước đó vào ngày 11 tháng 8, hàng trăm người dân đã vẫy cờ Nga, diễu hành hướng về căn cứ quân sự của Pháp, yêu cầu Pháp rời đi. Đầu tháng trong chuyến thăm nước Mali láng giềng cũng đang là chế độ quân sự, đại diện chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga hỗ trợ họ.